Thưa quý vị, trước các luồng ý kiến trên mạng xã hội xung quanh bộ phim Đất rừng phương Nam vừa có các suất chiếu sớm tại rạp, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành thẩm định lại bộ phim và mời nhà sản xuất đến để trao đổi một số nội dung liên quan. Sau các buổi làm việc, phía đoàn làm phim đã chủ động để đề xuất phương án chỉnh sửa. Theo đó, đơn vị sản xuất sẽ chỉnh sửa lại một số câu thoại trong phim, cụ thể là các tên gọi Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội sẽ lần lượt được sửa thành Nam Hòa Đoàn và Chính Nghĩa Hội. Bên cạnh đó, dòng chữ bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi sẽ được đưa lên đầu. Sự điều chỉnh này nhằm nhấn mạnh về sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm văn học, theo sát hơn bản phim truyền hình vốn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sau khi chỉnh sửa, nhà sản xuất sẽ trình lên Cục Điện ảnh trước khi ra rạp chính thức từ ngày 20 tháng 10. Mấy hôm nay thì có rất là nhiều cái tranh luận về bộ phim Đất rừng phương Nam, có nhiều cái ý kiến rất là tiêu cực. Thì thật ra và hiểu nhầm với cái ý nghĩa mà của những cái người làm phim, đoàn phim mong muốn gửi đến khán giả, thì bản thân mình và những người làm bộ phim cũng rất là buồn. Bởi vì thật ra thì chúng tôi muốn làm một cái bộ phim nói về tình người, về gia đình của một cái vùng đất ở một cái thời kỳ hoang mạc. Cho nên có những cái ý kiến hơi tiêu cực về bộ phim, và nó mang rất là rộng đến những cái người cũng chưa xem cái bộ phim. Cho nên cái điều đó làm chúng tôi rất là nhiều cái trăn trở, và chúng tôi quyết định sửa những cái chi tiết mà có thể làm cho người xem hiểu lầm. Bởi vì những cái chi tiết đó thật sự nó chỉ là những cái chi tiết nhỏ để mô tả một cái ban hội của một cái nhân vật ở trong phim, chứ nó không phải là cái ý nghĩa chính của bộ phim, hay là những cái điều mà những cái người làm phim chúng tôi muốn hướng tới. Cho nên chúng tôi đã quyết định sửa bản phim để làm sao để cho cái khán giả xem phim có một cái trải nghiệm nó dễ đồng cảm với chúng tôi hơn. Với bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam thì chúng tôi lấy cảm hứng từ hai cái tác phẩm. Một là tác phẩm tiểu thuyết Đất rừng phương Nam và bộ phim truyền hình Đất phương Nam. Thì chúng tôi giữ theo cái thay đổi của bản phim Đất phương Nam của đạo diễn Minh Sơn và cố vấn Sơn Nam, đã chuyển cái bối cảnh lịch sử của cái thời điểm đó từ tiểu thuyết mà năm 1945, thì chúng tôi dời về năm 1920 đến năm 1930. Thì lúc đó thì nó có nhiều, rất là nhiều cái ban hội, nhiều người yêu nước tự phát để lên những cái phong trào đấu tranh chống lại thực dân Pháp. Thì tôi thấy cái ý này rất là hay, bởi vì lúc cái thời điểm đó cái sự tự phát nó cho An đi trải nghiệm qua rất là nhiều cái môi trường khác nhau, từ gặp những cái người miền Tây Nam Bộ ở đó. Thì chúng ta cũng biết rằng cái vùng miền Tây cũng có rất là nhiều người nhập cư vào miền Tây để tạo nên một cái văn hóa rất là đa dạng. Ví dụ như người Hoa, người Khmer, người bản địa, người Chăm, rồi những người ở đằng ngoài di cư vào. Thì đó là lý do vì sao chúng tôi chọn cái sự thay đổi đó. Với cái yếu tố mà khi chúng tôi đặt tên của cái nhóm ban hội tên là Nghĩa Hòa Đoàn cho cái nhóm người Hoa hay là Thiên Địa Hội, thì chúng tôi cũng có đã nghiên cứu, cũng đã tìm hiểu, thì chúng tôi có thấy rằng là Thiên Địa Hội cũng đã từng xuất hiện tại Việt Nam, một cái ban hội ở những cái đầu thế kỷ 20. Thì ở đây nếu mà các bạn là những người đi xem phim rồi, các bạn sẽ thấy rằng là Thiên Địa Hội ở trong phim nó chỉ là một phần của để mô tả
một cái tuyến nhân vật thôi. Song song đó thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều cái nhóm nghĩa quân khác, như nhóm của Ba An hay là cái người yêu nước như thầy Bảy, cũng dùng những cái cách dùng văn học nghệ thuật để đánh động cái lòng người. Thì tôi chỉ muốn đoàn phim chỉ muốn một cái sự đa dạng, một cái sự tự phát của các lòng yêu nước của mọi người ở cái thời điểm đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi mà cái thông tin nó lan tỏa tiêu cực, nó lan tỏa quá nhiều thì nó gây những cái tranh cãi, và nó dẫn đến những người chưa xem phim thì họ cũng hiểu lầm chúng tôi, và cái điều đó đều không đáng có. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là mình nên sửa lại những cái đoạn mà mình cũng không có quá quan trọng, không có ảnh hưởng tới cái nội dung và cái ý nghĩa của bộ phim, làm sao để khán giả có một cái trải nghiệm tốt nhất. Với tôi và những người làm phim, và thật ra thì các thị trường điện ảnh của thế giới, những thị trường lớn cũng vậy, người ta cũng xác định các thể loại nghệ thuật. Thì ví dụ như là tiểu thuyết, thật ra tiểu thuyết không phải là lịch sử, và tác phẩm điện ảnh cũng vậy, cũng không phải là lịch sử. Gần đây thì khi bộ phim phát hành thì tiểu thuyết Đất Đường Phương Nam cũng được tái bản, và cũng có rất là nhiều người mua tiểu thuyết. Khi xem phim xong mà họ mua tiểu thuyết họ đọc lại, thì tôi nghĩ cái chuyện đó rất là thú vị. Người ta có những cái so sánh để biết điện ảnh khác với lại cuốn sách như thế nào, bộ phim hay mà người ta xem lại cái bản truyền hình người ta cũng thấy. Thì cái đó nó nối dài với đời sống. Và khi có những cái nhà nghiên cứu họ đính chính lại những cái khác biệt giữa bộ phim với lịch sử, thì cũng có rất là nhiều khán giả hay bản thân mình cũng xem lại lịch sử. Thì cái đó là mình nghĩ là cái điều rất là thú vị, khi mà có một cái sản phẩm nào ra đời nó sẽ kéo theo những cái người mà họ cần để tham khảo những cái tư liệu khác. Thì với mình chỉ mong các khán giả tới xem phim để cảm nhận được cái tinh thần, cái mong muốn, cái ý nghĩa mà chính của bộ phim đem lại. Mình cũng rất là cảm ơn những người đã xem phim, đã tìm ra những cái chưa tốt của bộ phim để góp ý. Đoàn phim rất là ghi nhận, mong sao tất cả mọi người có những cái trải nghiệm thú vị và có những cái phán xét tích cực hơn dành cho đoàn phim.